Với cái mốc 1.300 hiện tại thì có lẽ là rất là nhiều nhà đầu tư, nhiều khán giả của chúng ta cũng quan tâm tới cái phản ứng của dòng tiền với cái ngưỡng kháng cự này. Anh Tùng nghĩ sao về diễn biến dòng tiền ở thời điểm hiện tại quanh cái mốc 1.300 này? Vâng, thực ra thì trước khi chúng ta bàn tới cái câu chuyện là cái phản ứng của dòng tiền ở vùng 1.300 này nó như thế nào, thì tôi muốn có một cái góc nhìn nó tổng quan hơn và nó xa hơn. Tức là nếu như chúng ta theo dõi xuyên suốt từ tháng 11 năm 2022 khi mà thị trường tạo đáy, thì từ giai đoạn đó đến thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta đang trong một cái xuống uptrend. Bởi vì với những diễn biến, tức là cứ đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đây là những yếu tố mà về phân tích kỹ thuật là rất là cơ bản, và đáy sau cao hơn đáy trước thì nó là một trong những dấu hiệu của thị trường uptrend. Thì thị trường uptrend thì nó là sao ạ? Tức là thị trường sẽ đi lên, và sau mỗi pha điều chỉnh thì nó sẽ là những cái pha là cơ hội để mà thị trường có thể chinh phục được những cái đỉnh cao mới. Và có một điều mà tôi cũng thường xuyên theo dõi, đó chính là cái vĩ mô. Thì yếu tố vĩ mô hiện tại thực sự nó đang rất ủng hộ với rất nhiều các câu chuyện, không chỉ là về vấn đề là lãi suất của Mỹ. Thì tương lai thì đương nhiên là họ sẽ có xu hướng lại điều chỉnh giảm, thì lúc đó nó sẽ làm hạ bớt về cái áp lực tỷ giá, cũng như là tạo ra những cái môi trường kinh doanh nó thuận tiện hơn về cái tiếp cận tài chính. Và ngoài ra thì có một góc nhìn này tôi muốn chia sẻ, đó chính là cái câu chuyện của năm nay. Thì hiện tại là mọi người đang nhìn thấy, các nhà đầu tư đang nhìn thấy là thị trường đang có một cái vùng 1.300. Thực ra thì cái vận động này nó đã từng diễn ra trong quá khứ, tức là vào cái năm 2021. Tức là cái câu chuyện năm 2021 với năm nay nó cũng không hề gọi là nó quá xa lạ với nhau, và nó đang có sự liên kết khá là giống nhau. Tức là câu chuyện của năm 2021 là câu chuyện là thị trường có vượt được vùng 1.200 hay không. Thì với câu chuyện của năm nay, đó chính là thị trường có vượt được vùng 1.300 hay không. Và nếu như nhà đầu tư mà chúng ta có thể nhìn lại những cái vận động thì nó đều có một cái vận động nó tương đối là giống nhau. Tức là thị trường hồi năm 2021 thì thị trường cứ đi lên vùng 1.200 là một ngưỡng cản, nó vừa là kỹ thuật vừa là tâm lý. Thì cứ lên đến đó là sẽ gặp những áp lực bán, và đến khi mà thị trường điều chỉnh lại về đến vùng 1.150 thì lại có những lực cầu tham gia và giúp cho thị trường của chúng ta cứ vận động sideways quanh một cái biên đó. Và tôi nhớ không nhầm thì thị trường vận động trong cái vùng đó khoảng tầm là 2 tháng, thì đã có những nhịp bứt tốc lên và tạo ra một xu hướng rất mạnh ở phía sau. Thì ở giai đoạn hiện tại thì tôi đánh giá là cái vấn đề 1.300 nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, và xu hướng của thị trường của chúng ta vẫn là xu hướng đi lên. Còn trong ngắn hạn thì có thể là chúng ta sẽ cần phải có những chiến lược giao dịch phù hợp. Tức là chúng ta sẽ không mua khi thị trường tăng nữa, mà chúng ta nên có những hành động là bán ra khi mà thị trường về đến gần 1.300. Còn thị trường mà lại về những cái biên dưới vùng 1.250 đến vùng 1.260, tức là khi đó thị trường điều chỉnh giảm, thì chúng ta hãy coi đó là cơ hội đầu tư, chứ không phải điều chỉnh lúc nào nó cũng là rủi ro. Mà nếu như chúng ta nhận diện được dòng tiền và nhận diện được trạng thái thị trường ở thời điểm hiện tại như nào, thì dù cho thị trường tăng hay giảm, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đầu tư và sinh lời được trong giai đoạn thị trường đang vẫn chưa rõ xu hướng như thế này.